Hello chào cả nhà nhé, mời các bạn vào đây xem về chiến tranh Việt Nam. Đây là hoàn toàn những người ở trong miền Nam thời chiến tranh người ta kể chuyện lại. Và cái bộ phim này là của người Mỹ, người ta đi tìm hiểu, người ta dựng phim, người ta làm phim ở thời đó. Thì cái Củ Chi có thể nói năm 65 là năm Mỹ có thể nó đưa quân tràn ngập vào cái miền Nam của chúng tôi, từ 200.000 quân đấy mà nó đưa lên 500.000 quân, nửa triệu quân. Mỹ nó vào quê Củ Chi tôi thì tàn phá anh em đồng chí chính. Đây là người Bắc nói hay người miền Nam nói? Chị tôi chết rồi sau Mỹ đó vào đó thì liệm bom, vợ tôi chết, con tôi chết, quê hương dòng họ anh em đồng chí tôi chết quá. Xin chào. Cái hồi đó thì quê Củ Chi tôi có một cái tiếng là ra ngõ gặp anh hùng, là già cũng đánh được Mỹ, trẻ cũng đánh được Mỹ, mà nhỏ cũng đánh được Mỹ. Bởi vì nếu mà các bạn tìm hiểu nhân dân cái huyện Củ Chi rất nhỏ, nhưng mà nếu nói gia đình liệt sĩ thương binh thì hơn 10.000, hơn 10.000 gia đình đóng góp chồng con của mình cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cái thứ hai là có những gia đình 5 con là liệt sĩ, 3 con là liệt sĩ, chứ không phải là 1-2 con đâu. Đó, cho nên nội cái gia đình liệt sĩ đó, đó thì là người ta cũng rất là quý trọng, người ta chăm lo rất là tốt. Từ tay không mà nhân dân nổi dậy đánh địch, lấy súng của địch để mà trang bị cho mình, tiếp tục là đánh Ngụy, đánh Mỹ để đi đánh giành cái thắng lợi. Chi là có thể nói là cái đất mà cây trái hoa quả rất ngon, mận cục, nghĩa là mận sầu riêng, chôm, tiêu, tất cả vậy. Đấy, tôi đến cái vùng mà Phú Mỹ Hưng đó, các má còn cho ăn trái cây á, nhưng mà những năm sau đó và khi bắt đầu chiến tranh ác liệt đó thì không còn. Tất cả chất độc hóa học, bom napalm, xe ủi, lính trên trời, lính dưới bộ đều càng quét thì lúc đó. Hello chào các bạn. Bây giờ không cần nói nhiều nữa, mình cứ đưa những cái này lên để cho họ nói. Đánh từ làng, từ xóm, từ ấp, từng căn nhà, rồi thì trâu bò gà vịt, rồi thì trường học, chùa chiền, tất cả đều bị hủy diệt. Cho đến mồ mả cũng bị hủy diệt. Các bạn xem có rõ không? Thì lúc này đó là kể như rừng đồ nó ủi sát hết, còn lại là que xem hết. Đây có phải người miền Bắc và cướp miền Nam không? Đúng rồi. Thì khi đó cái đất Củ Chi đó chỉ còn là đất trống thôi, tro than thôi. Đây là bài hết nhà hết, còn nhân dân ta là ở dưới hầm, trong nhà, ở ngoài đồng, ta ở nhà bụi tre một chút, tất cả người ta đều phải rút vào trong đất cả. Tình hình như vậy đó, và tất cả một cái gì còn là sự sống của Củ Chi đó thì là đều bị theo dõi và hủy diệt. Mà nhân dân ta cũng là bám trụ cho lợi để quánh nỉ, để nuôi dung lít, để quánh nỉ. Bất kỳ một dấu có cây nằm ủ chuối nào thì cũng có dấu vết của giặc Mỹ cả. Hoặc giả đó là mấy cái hộp bia, hoặc giả làm tấm tôn xô, hoặc là cái gì, nghĩa là chứng tỏ rằng bị kích Mỹ đã đi lùng tất cả. Nhưng mà như vậy đó mà được không chiếm được Củ Chi. Củ Chi thì cách thành phố Hồ Chí Minh theo chúng ta đi đường trường thì khoảng chừng 30 mấy cây số, nhưng mà nếu đi đường theo tính theo đường chim bay thì khoảng chừng hơn 20 cây số trở lại. Thì trong cái thời gian chống Mỹ của dân Củ Chi thì người ta lợi dụng cái thiên nhiên ưu thế đó để làm những cái hệ thống địa đạo liên quan từ xã này tới xã khác, đó là cái đường sông. Và cái xã này đó mà đi xuống ấp thì nó có những cái trân trọng, tôn trọng những người như là cái xương cá Việt Nam. Do đó thì cái hệ thống mà địa đạo đó thì chúng ta cũng chưa hình dung được là nó được bao nhiêu cây số, nhưng mà từ xã này qua xã kia và từ cái xã đó thì nhân dân họ đào ra từng cái ấp. Thì cái địa đạo Củ Chi thì nó là một cái địa đạo liên hoàn các xã. Thì nói chung rằng ở bà con ở xóm ở đất này thì nói chung rằng là phát động mà từ già đến trẻ ai cũng phải đào địa đạo để mà chiến đấu. Cái thời chống Pháp thì báo với các đồng chí là cái địa đạo Củ Chi chỉ có dài 30 cây số thôi, nhưng mà đến cái thời kỳ chống Mỹ suốt nên là 21 năm, lúc nào cái địa đạo Củ Chi cũng vẫn tiếp tục đào. Mỹ bây giờ như vậy là cái số địa đạo mà liên trong các vùng xã đó, thì các bạn chiến đấu của tôi là ông họa sĩ đó, ông nói này, anh đừng có tưởng ở đây là vài chục cây số không, mà nó là 250 cây số đường hầm và khoảng 1964-65. Thì cái này là cái tướng nào xuống là được đâu, không phải đâu. Và từ nhà này lại đi sang nhà khác, và mỗi nhà đều có một cái nắp trầm riêng như vậy, và từ nhà khác đi qua trong các cái xóm liên tục như này. Xem một lát nữa mới có những cái vụ mà mấy cái thằng có thể nói rằng người ta nói là dùng cài răng lược Mỹ, người tức là chỗ này thì địch mà chỗ kia là chúng tôi, ban ngày thì địch nhưng ban đêm thì chúng tôi. Nghe đồng Mỹ chứ chưa ai biết sao, biết nó là làm sao, gan giả làm sao. Thì khi Mỹ mới vào á, thì rõ ràng là nhân dân và anh em du kích có dao động về tư tưởng. Nếu là ai nói là không sợ thì nó láo. Rõ ràng là khi mà Mỹ vào thì anh em cũng lo, mình đánh với Mỹ thì vậy rồi. Nhưng mà nói Mỹ á, là một quân đội hùng mạnh á, mà nó vô đây nó tiếp tay cho thằng Mỹ là nó thầy rồi, thuộc cái loại dư hồng mắt thao thì nó thiên biến dạng quá, bố trí trận đồ thì có khi mình cũng khó khăn, vũ khí tối tân nó làm sao mình cũng chưa biết. Tức là mình chiến đấu vậy là Mỹ quả lực rất mạnh chứ gì, có cả pháo, có cả xe tăng, có cả máy bay, ba lần miền Nam người ta kể chuyện lại nhé, không phải là dân miền Bắc nhé, lũ bà que xỏ lá nhá. Thì lúc đầu thì máy bay mới vô hoạt động, lúc đầu thì chúng tôi cũng sợ dữ lắm, nhưng mà riêng sau đó thấy mà nếu mình không dám bắn nó thì là cuối cùng mà nó cũng đánh mình hoài, chết hoài, rồi chẳng những là bản thân đồng chí mình hoặc anh em. Cho nên từ chỗ đó đó là tôi hồi tưởng, hồi cũng như hồi tôi còn nhỏ, tôi thấy tôi xem một cái tờ giở tuồng là Thực Sanh Lý Sông, tôi nói tại sao Lý Sông bắn đại bàng đồ giỏi. Hiện nay mình đã có đại bàng, cũng như lời bác nói là rất nhiều đại bàng, mình làm như thế nào như Thực Sanh. Cho nên lúc đó dưới tinh thần tôi nghĩ vậy, cho nên tự động một mình tôi là coi như hạ máy bay lần đầu tiên của đất xã An Phú. Và từ đó tới sau coi như anh em tiếp tục là noi gương theo tôi, và đồng thời trong thời gian đó thì mời các bạn cùng xem trong mỗi chiến đấu thì địch không phát hiện được đâu, trong chiến tranh từ khi nổ súng thì không hiểu sao nên xà thích xem mấy này. Chúng tôi xây dựng những cái ổ chiến đấu là không, nó ở trước mé rừng, cho nên thường là địch bị càng xem càng giống như bị nghiện. Tưởng trong rừng bắn ra nhưng thực tế không phải, là chúng tôi ở rất gần. Dạ, mình cũng đâu có phải là cái sinh ra trong cái thời đó, với mình đâu có phải là đi chiến đấu, đâu có phải gì đâu, cho nên bây giờ mình xem lại và tìm hiểu lại những cái này thì mình cảm thấy rất là tự hào và rất là khâm phục những cái người đã chiến đấu ở trong chiến tranh Việt Nam. Một đốt bị kích Mỹ nó lủi trong rừng, nó lủi xuống, nó càng xuống mà bắt đầu càng xuống thì tôi đọc bà gù gù, lúc của anh thấy tôi đọc bà gù gù nghe cũng đã. Các anh em du kích kia là nằm ở dưới hầm á mà anh thì hồi đó thì anh cũng nhậu cũng hơi ít, Nhìn người ta khỏe mạnh, người ta đâu nhanh nhẹn, người ta đâu như cái lũ bà que sỏ lá. Để chỉ co giò chạy là nhanh. Nghe lù xù, nghe cái nó cái là cái trái bom. Chào em Hải Phòng, chào Phan Mỹ Hả đó, gắn kiếp đó là để treo ở trên cái ngọn điều á. Bắt đầu nghe ca cổ, tại mấy ngọn điều kể chuyện là hay nhất. Khỏi phải nói nhiều đúng không? Một trái là nổ chết 25 thằng Mỹ tại chỗ đó. Cái nó ra ở ngoài đồng trống á. Bắt đầu nó mới vô nó lâu, cái thằng này cũng không được. Bắt đầu là cha con nó đó mà nó bắn nhau bị ngay ở cái giò quán lê mà nó nghe nổ nó không biết ở chỗ nào bắn nó. Tất nhiên cha con nó bắn nhau tùm lum tới lê nó bắn ra không biết. Bao nhiêu cái trọi là nói với nó bắn nhau chết. Sau khi Mỹ nó la rồi nó chặt cây thì mình ở dưới cứ cười khúc khích, không biết cái gì mà trên mà la mà nó chặt cây ào ào làm nó thấy sợ. Hồi đó thì anh em là sợ. Như vậy thì thời gian đó là chúng tôi là làm kể cả hầm trong hốt đinh là rào hàng rào xã chiến đấu để rồi chúng tôi đó là đánh Mỹ. Rồi đào cái hầm dài rồi gài cái bẫy đó, tức là cũng nghi trang hết để anh ta tưởng đất liền, anh ta lọt như vậy đó chết luôn. Cho nên là rất sợ cái đó, rất sợ là hầm trong, bởi vì hầm trong hố đinh đó là nó lọt dưới nó sốc vô thì coi như nó sẽ mang là những cái bằng trong đó. Là có một lần đó là nó lọt trúng hầm trong là nó mang đi là nó cốc nó la rồi là phải tốn thêm 2-3 thằng kia nữa. Không chết thì cũng ớn gì cái hầm trong Củ Chi. Thì suốt cái thời gian đó chúng tôi hát cái bài của anh Chí Thanh, ví dụ như bài là cây trong là cây trong tre, rõ ràng đây nè, máu giặc còn loan máu giặc hôm qua, vào đây đốt phá quê ta, rồi bỏ xác mà về. Rồi cây trong là cây trong tre, tức là chúng tôi hát cái bài cây trong tre là nhân dân giót trong kêu gọi là 1.000 cây thì họ làm 2.000 cây, làm nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà ở trên mặt đất cũng có sự phối hợp. Nếu một người bình thường đi anh sẽ vướng lũ đạn gài, anh sẽ lọt vào hầm trong. Trên mặt đất nó có những cái dấu hiệu và tùy thời gian người ta đổi cái dấu hiệu đó. Ví dụ trên đường đó có những cái gút, trên cây đó có những nhánh đổi dấu đó, hiệu chỉ là những cái dấu hiệu đó là cái... Cốt bằng tay em. Đúng rồi. Và nếu mà đã rơi khỏi những cái rạp thì mình có thể rất nguy hiểm, bởi vì ở trên cái địa bàn rộng thế này nè thì là cả du kích cũng gài trai và gài mìn chết luôn. Chỉ đường đi là chỉ khoảng cỡ này thôi. Khi làm bẫy thì người ta có một cái dấu hiệu riêng để cho những cái người dân ở đó không có bị giảm phải. Hay là từ ấp này qua ấp khác đều là phải bám vợ dùng. Công nhận hay nhỉ. Du kích họ mới ở vùng đó. Mọi người có thấy hay không? Đi nước bước chỗ nào là họ gài, chỗ nào là họ không. Mỗi một người dân mà được người Mỹ mà lọt cái hầm trong, được lính Mỹ lọt cái hầm trong đó thì coi như là được dũng sĩ Việt Mỹ. Trong lúc đó thì gài trái mà nổ đó 3 lính Mỹ mới được là dũng sĩ Việt Mỹ cấp 3 đó. Cho nên từ đó thì bắt đầu ở Củ Chi mới xuất hiện ra mỗi một người mà giết được 5 thằng Mỹ thì người ta bầu là dũng sĩ Việt Mỹ. Đó, nếu mà một người diệt được chiếc xe tăng thì người ta bầu là dũng sĩ diệt xe tăng. Tại sao? Ví dụ như tôi bữa nay tôi đánh thời đó sung sướng thế mà người ta không đi theo bọn Việt Nam Cộng Hòa nhỉ? Có thằng ba que là giải thích phát. Đó, để hai người đều được ra là dũng sĩ Việt Mỹ. Người ta nghèo, người ta khổ mà người ta còn phải chui hầm, đào hầm, người ta chiến đấu. Mà cái bọn chó kia nó vừa cắt viện trợ cái là co giò chạy mẹ nó hết. Giờ sang rồi mát hát yêu tổ quốc, tụng kinh gõ mõ yêu tổ quốc mà cha nhà bố mày. Tại sao chúng mày không học Việt Cộng này, đào hầm này, bọn bác que xỏ lá, ra ngõ gặp anh hùng đúng rồi. Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới của Mỹ mà đóng quân trên đất Củ Chi thì chúng tôi ở đó thì nhân dân chúng tôi bị oanh tạc liên tục. Dạ. Thành ra phải sống ở dưới lòng đất hết. Đây có phải người Bắc nói không? Mà muốn đào được cái địa đạo thì người ta sử dụng nhiều phương tiện. Ví dụ như là về đất mềm á, thì người ta dùng cuốc. Mà nếu trường hợp mà đất cứng thì phải dùng xà beng và dùng cúp để đào được. Và trong lúc đào như vậy là đào mang tính chất là liên xã liên ấp, thì như vậy là phân công từng khu vực mọi người đào, và cái khu vực ai đào khu vực đó thì chỉ biết cái khu vực đó, và khi cần á người ta mới khai thông lại với nhau. Chắc cũng nhiều người biết về những cái này rồi, nhưng mà muốn đưa lên để cho chứng minh cho cái bọn bác ve sỏ ná nó nhìn thấy là người Bắc đánh chúng nó hay là người Nam đánh chúng nó. Thì người ta phải giải quyết địa đạo. Những cái trận tấn công mà mới sống và chiến đấu được. Thẳng vào Sài Gòn thì là miền Bắc, bộ đội là nơi để mà ém quân, nơi để người ta còn dòng dã mấy chục năm trời toàn Việt Cộng đánh chúng nó thôi. Phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó để mà chiến đấu. Thậm chí ở dưới hầm, ở dưới địa đạo đều có chỗ nào luôn, tụi này cũng đều là từ miệng hầm này đi đến xã khác lên cũng được, nên không có bị mà hai đẩy đi đâu hết. Và trong cái địa đạo thì nó gồm có nắp thượng, nắp hạ. Để những cái nắp thượng, nắp hạ đó là chủ yếu là chống chất động hóa học, chống súng phun lửa và chống những cái khí độc bên ngoài, cho nên phải sử dụng nắp thượng, nắp hạ. Cho nên nó xuống khi đội nắp xuống rồi đó thì trên này phải biết nghi trang lá khô và để nó dây ra thế này, và khi tuột xuống nắp hầm á, tất cả những lá khô này nó thành liên với mặt đất. Mà nhất là cái nắp trầm lên xuống ở địa đạo đó thì là người ta làm ngay cái chỗ cái cua này. Ví dụ cái cua tới đây quẹo này thì cái nắp trầm lên xuống là chỗ đó, để cho cái Mỹ nó lớn đó là nó không chui xuống được, mà chỉ có người Việt Nam mới chui xuống được. Là đào á phải có quanh co, chứ không thể đào một đường xuống thẳng. Đào một xuống thẳng á là địch nó có khi nó xuống như nào nó bắn rông rồi chúng ta không chịu nổi. Bởi vì cái địa đạo nó càng ngày nó càng nhỏ, mà càng khi mà Mỹ tới đó thì cái địa đạo hồi trước kia là họ đào rất rộng, nhưng càng bây giờ để cho khó Mỹ chui xuống lên xuống khó thì càng đào càng nhỏ và càng thấp. Đúng rồi. Mình sẽ từ nay mình sẽ tìm những cái phim để đưa lên đây để cho mọi người xem và tìm hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam. Còn như là cỡ mà nó mọc một chút rồi xuống địa đạo rất là mệt, bởi vì cái hơi không đủ để mà thở, mà mình cái di chuyển rất là khó. Có những cái chỗ thôi, là cho nên là tìm những cái này để cho họ chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Ví dụ như từ cái mặt đất lên đây nó khoảng chừng 5 tấc thôi. Những ai chưa biết về chiến tranh Việt Nam thì tìm hiểu, còn những cái người mà xuyên tạc thì bả bận hồn chúng nó. Đó, người ta sống khổ như thế này, tại sao miền Nam sướng thế người ta không đi theo đi? Người ta không tị lạ luôn, người ta không xin, người ta phản lại cộng sản đấy. Chúng ta bảo người ta bọn bác que nói là cộng sản xuyên tạc cái gì? Thì lúc đầu tiên có nhiều người là súng nó là cái loại nó M16 với là máy nó hơi dài đó. Thế lúc nó xuống là cái địa đạo cái đoạn đó nó hơi hẹp. Thành khi nó được theo thì nó súng nó chỉ là phía trước nó chạy theo. Thì nó đến qua cái ngách thì anh em kích là quăng ra lựu đạn trở lại. Đó, người ta như thế này mà chiến đấu rồi khổ sở chui luồn như thế này mà, chứ đâu như cái lũ chó kia chúng nó sung sướng đạn dược chúng nó tơn chúng nó đi mà chúng nó thua vãi lắm. Trong lòng đất đó là chúng ta xây dựng địa đạo phòng mổ, chúng ta cũng phải có là hầm hố để đảm bảo cho ăn nghỉ và đảm bảo cho cái vui chơi và nghỉ ngơi, rồi đảm bảo chiến thương an toàn. Thì ở dưới lòng đất thì cũng phải có những cái sinh hoạt tối thiểu cho những người dân sống ở cái vùng đó, ở dưới địa đạo. Thì những cái chúng ta đào giếng, hay là những cái bếp, hay là cơ quan thì có những cái cái hầm để hội họp, hay là cái này là những cái người tất nhiên là chúng tôi chứa thành một thời gian khoảng chừng 1-2 ngày, có điều kiện là chúng tôi đưa vào cái chiến khu sâu hơn là lên trên cái vùng Tây Ninh. Thì những cái hầm chúng tôi thường đó thì chiều dài khoảng hàng chục thước, chứ bây giờ mà toàn người nếu mà người Việt Nam mình làm á thì chúng nó sẽ bảo là mình tuyên truyền, còn bề ngang thì mà cho xem toàn tiếng Anh thì cái lũ bà que nó lại không hiểu. Còn cái vấn đề thứ hai là làm những hầm lớn vậy đó thì làm sao mà chúng ta chống được cái sụp. Thì thời gian đầu thì hồi đó quỹ diệt chưa nhiều thì cây còn nhiều thì chúng tôi đưa xuống dưới một cách rất là vất vả. Nhưng mà sau này thì quỹ diệt cây chết hết rồi, thì không có cây đâu mà chống, thì chúng tôi phải đêm đó thì du kích ra vùng ngoài chỗ sân bay đó, lấy những cái dĩ sắt, những cây cọc rào đó để chúng tôi chấp lại với nhau mà làm những cái trụ chống. Trong địa đạo Củ Chi thì khi người ta đào thì chú ý là tất nhiên là nó chú ý vấn đề cái lỗ thông hơi, mà cái này rất là quan trọng. Mà lỗ thông hơi của cái địa đạo Củ Chi là mình phải dựa vào cái điều kiện thiên nhiên ở đó, ví dụ lợi dụng địa hình, cây cối hay là cây cỏ hay là gò mối hay là tất cả những cái điều kiện đó để mình làm cái lỗ thông hơi. Tổ đào hầm của chúng tôi thì có 6 người, 3 nam 3 nữ, và chúng tôi đang đào mãi miết thì bỗng dưng là chúng tôi thấy có một cái đầu rắn nó xuất hiện. Thì trong tổ tất cả nữ là đều sợ, hét lên và nhảy lên khỏi cái nơi mình đào. Nhưng mà trong đó có những anh nam và lại là những người đã từng sống trong vùng đó nhiều năm, cho nên là người ta rất bình tĩnh, sẵn sàng cả nhà. Chào em. Lấy một cái em tưởng bị ba que bên bắt chị rồi chứ. Và thế là chẳng những chúng tôi chiến thắng, có được bọn đấy là chị đá trong một phát bay mẹ nó đi mấy chục thước. Thì cả tổ chúng tôi có ngay một món ăn đặc biệt, đó là cái món thịt rắn mà do thành tích của ba nam ở trong tổ chúng tôi đã đây đâu cần cãi nhau cãi cọ nhau làm gì cho nó mệt ra, đúng không các bạn? Cứ đưa những cái phim này lên để cho mọi người kể cho nghe. Tự nhiên nó cho ăn quá min nó gì nó cũng tiêu thôi. Và ban đêm là cả nhà đều hiểu, đỡ phải nói nhiều. Còn ba que muốn cãi thì xin mời lên đây cãi. Còn nếu trường hợp mà những cái vùng mà không có hố bơm á thì những toàn bộ những cái đất đó là phải phủ lên mặt đất, cái và tất cả phải lợi dụng cái thiên nhiên, cái thằng ba que đó đầu tiên mình tranh luận để giữa những cái đất cũ và đất mới nó ăn với nhau. Thì để xem lại bỏ ra cái thằng này mình đi mình nói chuyện không? Tất cả đất nó đều đổ xuống sông cả, chứ nếu mà đổ lên bờ thì cái bọn địch nó sẽ thấy nè, nó sẽ thấy rằng mình để nghĩa là đào đất đổ lên bờ. Cho nên người ta xuống sông, hàng trăm người họ truyền với nhau, họ truyền với nhau ra ngoài sông họ đổ. Đó, 20 năm người ta đã đào được cái địa đạo Củ Chi mà phải tính toán từng ni từng tí một. Đây sao những người này người ta phải như thế này? Có ai dí súng vào đầu người ta bắt người ta làm như thế này không? Những cái chuyện này không? Các mẹ với các chị nấu cơm mà nắm cơm dắt nhà đưa xuống cho mỗi đứa dắt cơm với miếng muối tiêu hoặc muối mè, mà hai bên thông nhau rất chính xác. Có ngày đi thì ăn đừng dắt cơm vậy, ở dưới địa đạo. Nhưng mà đến cái căn khi mà bom rải rồi từ tới lúc sau này là coi như là cái vùng phân kích tự do. Ai thiết kế ra cái địa đạo này nhỉ? Mình tìm mà chưa ra. Không còn gạo ăn, có phải coi là phải lên đầu của mày ăn vậy mà. Nhiều khi không có gạo ăn thì anh em nó hái cái lông uống nước đó, ăn để mà chiến đấu. Và có thứ gì ăn được, có hôm nghe thấy chưa? Lũ ba que sọ lã. rất bình thường trong cuộc chiến đấu như thế, mà chính vì chỗ đó cái tinh thần bám trụ ba que xỏ lá chưa chắc nó đã dám xem. Thì thức ăn á thì đi vòng vòng ở ngoài ruộng á, mà bắt những cái con tép á, con nhái bầu rồi á, về đó bằm với sả kho lại ăn. Còn hiếm có những cái bữa cơm nóng lắm. Có một lần thì tôi nhớ hoài à, có một lần nữa là cộng sản đâu khoe dầu đâu ở gần đó, và mấy ngày ăn gạo rang rồi thì ở đơn vị mới tranh thủ là đi nấu cơm lúc mà giá khuya đó thì nấu cơm thì nắm cho mỗi người một nắm. Thì khi mà được cái nắm cơm đó, thì tôi mừng dữ lắm và không dám ăn đâu, cứ đeo theo trong mình và để thật khi nào thật đói thì mới ăn. Thì khi mà nó đói quá thì cái cơm nó thiêu, và cái lúc mà cơm thiêu á, thì tôi lại có cái cảm giác là cơm nó có cái vị ngọt, và nó tôi nghĩ rằng là cơm á, là nó có một cái ngọt của cái như là một cái đậu mà hộp mà Mỹ làm á, thì tôi cảm giác nó có cái vị ngọt, thành ra là tôi nhớ hoài cái nắm cơm ở địa đạo. Và lần sau á, thì cơ quan á, là lại mấy ngày sau thì cho một nắm cơm nữa, cơm thì thiêu giống đồ hộp của bọn Mỹ thì nó mới ngon. Chỗ đó khi đó là mình làm và bảo đảm nấu cơm ăn cũng không sao, để đảm bảo chứ nếu có khói lộ là nó sẽ giết mình. Bắn pháo hay là quýnh bom gì nên từ cái chỗ kinh nghiệm đó. Rồi phía dưới của cái nồi hoặc cái chảo đó thì như vậy mới khoét một cái lỗ để mà chụm củi. Thì từ cái lỗ đó mới đào những cái đường rãnh nó ra để mà thông hơi. Thì trên phía đường rãnh đó thì phải là đắp đất lại. Dưới này nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ về khi mà mình đốt để khói hút, và như vậy nó đi ra nhiều cái có nhiều cái nhánh để cho khói mà khi mà nó tỏa ra đó thì những cái nhánh đó tỏa ra cái nhánh đó rồi bắt đầu là bên ngoài cái không khí trên nó bị nén xuống, cho nên là khói nó tỏa ra lờ mờ đó, nó không được bay lên cao. Rồi khát nước đó thì châm đó, cắt ra ngậm uống, thậm chí đó đôi khi phải uống nước đái nè, phải thật như thế, phải uống nước đái rồi để mà phục vụ và để sống với thiên nhiên với lòng địa đạo. Chúng tôi phục vụ rất là hăng say, không đứa nào thấy bệnh hoạn gì hết, nhưng mà sau đó là mình mới cảm thấy quỷ quải mệt. Đúng rồi. Ở dưới địa đạo suốt 15 ngày người không có nọ liên kết với lại xóm này, liên kết với xóm kia, đúng không? Cứ phải sống với nhau. Địa đạo thì có những cái lỗ hơi, lỗ thông hơi, và lỗ thông hơi đó thì sợ chó Mỹ đó. Về cái này hay nhất. Phải rắc tiêu trên lỗ thông hơi để chó nó đến nó ngửi nó bị sặc. Nên lại đó mình ngửi có khi mình cũng bị xì. Có những hôm đó rắc tiêu nằm ở trong địa đạo đó, không có đủ hơi để thở. Cỡ vào khoảng 3-4 giờ chiều đó là chúng tôi phải nằm úp mặt xuống đất rồi, để cho nó có đủ oxy để thở, chứ nó không thì là ngộp. Nằm sát ở dưới đất á, nằm lấy mũi để dưới cái mặt đất á, lũ ba que mở to mất ra. Không được ai mà cọ quậy hết. Vì nó mình vận động mồ hôi tốt ra này, thì người ta mới chiến đấu. Toàn người miền Nam nhá, chó chết. Vi phạm nội quy ở địa đạo. Quá thông minh, đúng rồi. Khi có lệnh bò, cho nên thì tất cả đều vận động bò, mà khi nói nằm im là nằm im mà ngủ. Không được ai lên khỏi cái mặt đất đi không để đầu, cho nấu không, bảo đảm được cái sinh lực đi không bảo đảm được lực lượng nấu của mình không bị khói và nếu nói không đó, tiếng thì lập tức là Mỹ nó đổ quân, nó đánh beta, nó đánh ngạt là chết hết. Cho nên là khẩu hiệu lúc đó là không có một chiến sĩ nào được quyền đòi lên mặt đất. Lên mặt đất một là anh chết tại đó không thì không cho lên, bởi vì ngày cũng như đêm là tụi tôi chỉ nghe tiếng bom và nghe những cái mùi khét của napalm, của chất độc. Thành ra là có những lúc là sống ở dưới hầm là tôi chỉ thèm là lên trên mà nằm, mà chiều mưa là thấy là cũng hạnh phúc. Bằng ngày thì mình ở dưới hầm mà nghe Mỹ chiều la tôi sùm một đất. Cho nên là nằm xa nằm gần mà xuống địa đạo không có được nói chuyện đâu, không được ngồi đâu. Trong khi đó thì ở trên đầu chúng tôi đó thì là giặc Mỹ là bốc vỏ quả đất mà nó ruồng bố bắn phá bom pháo và ủi tróc hết. Người không Việt Nam hết. Có khổ có thì trong lúc đó pháo bắn cũng như dàn nhạc Tân Tây Lan á, của Đồng Dù vẫn giữ. Tất nhiên có những cái lúc mà bom nó thả thì gần đó có sức người sỏi đá cũng thành công mà như vậy. Chứ là một trái bom hay một quả pháo mà trúng ngay cái địa đạo thì nó cũng sụp địa đạo thôi. Cái lũ chỉ thích ăn không thích nào, cho nên chúng nó mới thích mặc quần áo lính móng lồng lộn lên. Giày thì bắt trẻ con đi đánh giày. Có bao giờ công an mấy bộ đội nhấc chân lên để cho trẻ con nó đánh giày không? Là chỉ bò thôi. Bò lúc đầu là đi còn đi hai chân, sau là những cái chỗ hẹp quá thì phải nằm đấy, phải nằm ở những quán ngày xưa quân và chỉ đi được khoảng mấy thước thì coi như muốn mà xỉu rồi, là không có cái hơi để thở, thì lúc đó là chỉ úp cái mặt vô trong đất và thở rất là nhẹ và tiết kiệm từng cái hơi thở của mình, bởi vì chỉ có úp mặt vô đó thì nó mới đỡ, chứ còn nếu mà thở mạnh thì toàn bộ là những người ở trong cái đường hầm đều là mệt và có những người mà bị ngất xỉu hết. Thì có thời gian mà sống ở đó khi mà suốt cái trận càng những lớn, người này khi mà tôi lên mặt đất không thể nào tưởng cảm giác về ánh sáng rồi. Có một lần là khi mà ở đó lâu quá rồi cái đi lên trên mặt đất thì tôi không biết đã bạn nào xem cái phim này chưa, là cái ánh sáng như thế nào, thì phải nói là sống ở dưới địa đạo thì tôi gần như là mong một cái ánh sáng của thiên nhiên thôi à, mà cũng không được, bởi vì cái địa đạo mà khi mà tụi tôi xuống dưới cái hầm, những cái ngách của địa đạo thì nó ban ngày cũng như ban đêm là không thể nào phân biệt được. Và cái nằm suốt thành là khi mình anh hùng mà đứng là nó cũng khó đứng. Các bạn share cho cái bọn là ta que đó là cái cảm giác của mình nó như là nó bay bổng rồi, bởi vì chỉ nằm suốt cái thời gian đó và gần như là trong cái đêm đen là không còn biết là ngày đêm gì cả. Sau nghĩ mình sư đoàn của thời bây giờ bình yên hạnh phúc bao nhiêu đó, thì mọi người xem cái phim này hãy trân trọng cái cuộc sống của mình hiện tại, có tự do thoải mái, xuống hồ dung trời dẫn dữ người lên. Thế thì sau khi bắt đầu mà tiến công của Mỹ ở Đồng Dù thì xung quanh vùng đó là càng liên tục, Mỹ càng liên tục ngày đêm. Thế thì bắt đầu từ đó là tụi tôi cũng bám theo sát làm du kích để mà quay làm thế nào đó nói lên được một cái tinh thần chiến đấu của du kích ở Củ Chi đó. Không những chiến đấu mà chính trị cũng rất là hay. Mình xem nhiều, mình tìm hiểu, mình thấy công nhận người Việt Nam lãnh đạo rất là hay. Người ta rất đầu vào đó. Thì ở trong chiến tranh đó là có thể một lát nghe một tiếng pháo, một lát nghe pháo bắn thì có khi anh đó từng hỏi mình mới đến quay thì khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Sau một trận mà máy bay thả bom xuống một cái xóm, cái làng, thì chúng tôi lao đến, xách máy đến để ghi lại kịp thời những hình ảnh. Các bạn share ra cho các bọn bà que nó xem, nó mở mắt ra cái cảnh quang rồi lát nữa có những cái là để tố cáo cái tội ác của giặc Mỹ. Thấy chưa, chính trị của ta hay thế. Thì nói chung tất cả những hình ảnh đó thì chúng tôi được lệnh phải ghi lên phim nhựa và rửa ra thành hình ảnh để mà gửi ra nước ngoài để tuyên truyền. Đó, thấy chưa? Để cái cho chính trị của ta hay như thế. Lên án cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Rồi đưa những cái hình ảnh của sáng tạo đó trở lại anh dũng trong đấu tranh chống giặc Ngoại Xâm. Em cảm ơn chị đã chia sẻ. Cảm ơn ở chiến đấu. Thì cũng có một lần là trước một cái cảnh một cái chị phụ nữ mà bị bom tan xác, tay chân đầu nó rơi vãi từng nơi, thì tôi không muốn ghi lại những hình ảnh đó làm gì. Tất nhiên tôi cũng chẳng thấy sợ hãi gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không nên lưu lại những hình ảnh đó, vì những cái hình ảnh khác cũng đã đủ nói lên cái tàn phá của chiến tranh rồi. Những trường hợp như vậy thì tôi cùng với những người sống sót góp phần tìm kiếm lại những cái gì còn sót để mà làm nhẹ đi những cái phần đau đớn của những người thân của họ. Đó, lũ ba que nghe người cộng sản nói chưa? Không ngại lính Mỹ mà ngại con chết ở địa đạo, khi bị nó cắn thì ngứa và không lành. Nửa năm con chết nó nhỏ, mắt khó nhìn thấy. Con chết nó là con gì? Con dặn. Mình có xuống địa đạo Củ Chi được 20 mét nên thở không ra. Ra hơi, mình rất phục những cha anh ta làm cách mạng gian nan khổ cực đúng rồi. Cho mình trèo lên cái cầu thang, trèo lên trèo xuống vài cái cũng thở xì dầu lên. Chị ơi nghe bài hát hạnh phúc này và đêm cũng ý nghĩa lắm chị ạ. Nó không phải như ở các nơi khi mà bị thương rồi, một lần mà bị thương mà đem tải thương về cho tới quân y là cái điều một kiện là khó khăn rồi. Đi ở trong bom đạn mà pháo bắn giải ở trong đầu ấy. Nhìn người ta chiến đấu là phải khiêng, phải chuyển anh em về. Có khi cái người chịu thương đó lại tiếp tục bị thương. Chúng nó chỉ tìm chỗ chúng nó trốn thôi. Chúng nó sợ chết, mất tiền lương, gia đình nó chết đói. Khiêng thương binh đi là hy sinh trong lúc mà chuyển thương. Mà kế tiếp như vậy đó là rồi đó đem về tới nơi rồi, khi mà mổ cho anh em xong rồi nó tiếp tục mà nuôi dưỡng. Hay trong cái điều kiện nuôi dưỡng như vậy là nó không tìm được ra cái địa đạo. Thế mới hay. Khu vực địa đạo là vùng đất ảo mộng của quân Mỹ du kích của ta thoát ẩn thoát hiện, chính chim mồi nhiều mọc, bẫy thì là giải rác một khu vài chục loại kèm theo đất cứng. Mà bộ đội vẫn ngày đêm mò dọc địa đạo, đó mà nếu mà điều kiện mà đánh ngay vô căn cứ rồi đó, đánh sập hầm rồi là anh em lại phải móc hầm, lại phải cõng thương binh tiếp tục chạy rồi đem đi qua nơi khác, và trong cái khi mà vận chuyển như vậy là cũng khó khăn lắm. Đó, trong địa đạo mới bệnh viện rồi là bác sĩ rồi y tá rồi cứu thương đủ các thứ. Đúng rồi. Chết chắc. Bởi vì quân y Củ Chi như vậy là anh em hy sinh quá nhiều, hy sinh rất lớn. Có cái đơn vị mà đầu tiên của tôi đó, anh em mà sống chung với tôi đầu tiên là 100 mấy mà chết bây giờ còn 10 mấy người. Cái điều kiện thuốc men thì nó có nhiều mặt lắm. Bọn chó chết. Một là từ ở trên quân khu đó, chi viện xuống. Một mặt là mình đi mua, liên hệ mua trực tiếp. Đâu có béo tốt to cao mẹ gì đâu, trông như cái thằng nghiện xì ke. Có cái đó thì cái điều kiện đó phải có kết hợp thôi. Trong đó thì có châm cứu, rồi có thuốc nam. Xem lại rồi vẫn thấy cay cay. Thấy cay băng bó bằng mấy cái trường hợp mà gãy xương kính rồi đó thì băng bó bằng thuốc nam. Kiến cắn không được, kết quả tốt lắm. Gãi đi qua anh em mà đi mà bị thương rồi đó mà điều kiện mà không có đem thuốc cầm máu theo đó, rồi cũng phổ biến cho anh em là lấy lá sống đời rồi đâm rồi đắp cũng cầm máu được. Trong lúc đó thì phương tiện của mình nó đang đúng rồi. Kiến cắn không được gãi, gái đi qua không được nhìn, thế mới đánh được giặc, đúng không? Em sinh ra sau chiến tranh, trở vào cơ thể bệnh nhân. Từ đó là cứu sống được là sinh ra sau chiến tranh. Xem lại những thước phim này mới thấy sự hy sinh của các bậc cha anh, càng thấy hòa bình đáng quý biết bao. Chính xác, Lê Xà cũng vậy. Lê Xà chỉ có đi sơ tán hồi chiến tranh nên giảm đã nhỏ lắm. Mình chỉ nhớ mỗi lần là mình ngồi trong cái thúng thôi, mình không có nói qua cái rừng gì hết. Thì lúc đó là ngồi trong cái thúng để đi sơ tán là làm sao cứu sống tôi, thì cả hành trước hết là lại garo rồi đưa xuống đó. Đưa đó thì là lúc này thuốc men cũng không có mà cũng không gây mê, chỉ gây thuốc tê. Các ảnh làm gì tôi nghe hết. Từ đó cho nên thì dù muốn dù không phải cắt thôi, chứ không có thể bảo tồn. mình đâu có nối được mạch máu, phương tiện mình không có. Thì từ đó bắt đầu là quyết định là cắt. Thì cắt trong lúc đó thì nói chung là cưa kéo mình cũng là hạn chế, không có đầy đủ. Mọi người, mọi nhà từ trẻ già tới thanh niên nam nữ, đó là gặm thôi, sự đồng lòng của cả dân tộc. Vậy nên ba que chúng mày đừng bao giờ xuống được đồng bào tao. Chính xác. Xin chào, xin chào. Sau khi giải quyết trong vòng là 15 phút hồ sao xong, bắt đầu là chuyển hàng qua bên phòng câu lạc bộ. Thì bây giờ anh em uống trà mới báo cho anh biết. Thì trong lúc anh cũng đã làm dọc. $2 triệu làm sao? Ví dụ như những cái lúc mà nó căng thẳng thì những cái lúc là mình thấy cái tâm hồn của mình là nó có một cái gì đó, một cái đẹp gì để mình bám. Có những lúc là căng quá thì chúng tôi viết ngay cả trong địa đạo thôi. Mà chúng tôi sáng tác là bởi vì cái thôi thúc bên trong thôi. Bởi vì tâm hồn mình thấy cần phải sáng tác, chứ chúng tôi không có hy vọng gì mà trông thấy cái tác phẩm mình ra mắt đồng bào. Bởi vì có thể là ở Củ Chi đó, trong cái tình hình mà quỷ diệt như vậy đó, thì chúng tôi suy nghĩ rằng lúc đó đó, suy nghĩ rằng nếu như ngày mai này ai mà đi ngủ, trước khi đi ngủ thì nghĩ rằng ngày mai mình còn sống được đó, thì là cái hạnh phúc vô cùng. Bởi vì không tính rằng sống được tới ngày mai, bởi vì có thể trong đêm đó là bom pháo nó ăn mình rồi. Thì có nghĩa chúng tôi có cái trách nhiệm là làm thế nào để xóa bỏ cái u tối của cái đất Củ Chi. Bởi vì bây giờ ở trên Củ Chi đó chỉ còn cái sự chết chóc thôi. Làm thế nào để xóa bỏ cho được cái sự đen tối đó. Ở dưới hầm cũng một vụ, ở trên đất bằng cũng một vụ. Nơi nào biểu diễn được là tụi này cứ đem lời ca tiếng hát để mà phục vụ cho dân. Tất cả chương trình trong đó là ca múa nhạc kịch gì cũng đều đủ hết, tốp ca nam tốp ca nữ gì, đơn ca gì ca cổ gì cũng có hết. Người ta vừa chiến tranh vừa ca nhạc vừa này kia đủ các thứ. Còn cái bọn chó chết chỉ sáng tác nhạc xong rồi hát xong rồi nhảy đầm xong rồi đĩ điếm đủ các thứ để kiếm tiền thôi. Có thể nói là lúc bây giờ diễn ra những cái tình cảm rất là sâu sắc mà cũng làm cho chúng tôi nhớ mãi là bộ đội rất là quý chúng tôi, là anh em du kích. Nhưng rất tiếc một số người trẻ sinh ra trong thời điểm hỏa hoạn trong sớm không biết bắn lửa chiến tranh, đầu rơi mất, đã máu chảy, sớm không biết. Lúc đó thì chúng tôi cũng rất là ngậm ngùi. Má nói rằng là đi đi rồi nhớ về nghe chưa, nhớ về diễn cho chúng tao coi. Ngày xưa mình nhớ hồi nhỏ mình cũng đi xem bãi, lâu lâu mới có một lần người ta chiếu phim ở ngoài bãi, ngoài chợ. Nói như thế thì chúng tôi bảo không, sẽ sống hết. Cho mọi người vào xem á. Không biết ai còn có đi xem cái thời kỳ đó. Ra khỏi sân khấu chúng tôi thì sân khấu đất thôi. Thì là hứng ngay một loạt hết rồi, kêu ba que vào xem. Có thể nói là chúng tôi không nghĩ là trong chiến tranh là có thể có những cái cuộc gặp gỡ và chia tay kỳ lạ như thế. Nhưng mà nhắc lại bây giờ thì tôi chảy nước mắt. Nhưng mà chính có lẽ đó là tôi thì cũng không biết nói như thế nào. Tất cả những cái đó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng là cái lời ca tiếng hát của mình họ gọi là ngọn đồi $2 triệu không phải chỉ là tin thêm cho chị biết đem lại cái nguồn vui tinh thần thông thường chưa biết chưa xem mà nó còn đem lại những cái tình cảm rất là lớn lao giản dị trong từng câu chuyện. Ai nghĩ rằng họ quả cảm như thế nào cô mặt họ toát nên niềm hạnh phúc khi chiến đấu vì tổ quốc. Bản thân người chiến sĩ dân công không phải chỉ hát. Tại sao họ không đi theo bọn họ nghèo khổ như thế, họ không đi theo bọn ba que xỏ lá? Dót trong và cũng đào hầm trong để tham gia với nhân dân ở địa phương Củ Chi. Thì chúng tôi không chỉ làm cái công tác biểu diễn không, mà chúng tôi may vá cho cả các anh, vá quần, vá áo cho các anh. Và may cho các anh những cái túi đựng kem đánh răng để bằng chải hoặc là bút viết, người ta thường gọi là những người lính trên mặt trận văn nghệ, và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà được người ta gọi mình như thế. Và thực ra thì mỗi một chuyến đi của chúng tôi có thể khuôn mặt họ rất là hạnh phúc, đổi cả bằng xương máu mình để đến với các chiến sĩ. Thì đánh nhanh rút gọn, tụi này cũng vẫn có súng, tay súng mà tay đờn, đi tới đâu đều có súng hết. Thậm chí hát ở trên chiến hào cũng hát. Hồi đó chúng tôi gọi là tiếng pháo, tiếng hát tiếng bom đó, không phải chỉ mình hát kêu nó không sợ nữa, mà hát để cho cái tiếng bom nó phải sợ mình. Nói chuyện các đài phản động. Và khi mà con người nhiều khi cũng đồng tiền cũng không có thể nào thoát được khỏi cái hấp dẫn của cái đồng tiền. Và những con người mà tôi cảm thấy là tôi rung cảm được thì tôi chỉ có mơ ước là làm sao thể hiện được những cái đẹp mà mình thấy mình rung cảm được. Bởi vì hồi ở Củ Chi là cái yêu cầu nó làm cho mọi người phản bội lại chính bản thân mình, là làm sao là vẽ những cái pano mà để mà tuyên truyền cho bà này Mỹ, là kêu gọi là họ là hãy chống chiến tranh để trở về với lại gia đình đến khi hòa bình ở Việt Nam khổ chạy. Người phụ nữ Mỹ và những cái cậu bé xinh xinh đó bà. Và có một lần tôi nhớ hoài, có một lần trong một cái trận càng đi vô Phú Mỹ Hưng á, thì cái pano đó dựng ở ngay một cái ngã ba đó, thì xe tăng Mỹ là đến đó và những người đến Mỹ là lại lấy cái bức pano là để trên đầu xe tăng lại chạy về. Thì lúc bây giờ mà trí phải nhớ chuyện gì về nhập tâm cái chuyện, và bây giờ có thể nói là ở đất thép trong những ngày ác liệt sau cùng đó thì có thể nói là gây cho tôi một cảm xúc rất lớn. My respect to them and the American people and that chuyện này đâu cũng chuyện chung. Rồi chúng tôi vẫn cứ phải sống và chiến đấu với tất cả các đồng chí chúng tôi ở bên ở chiến trường Củ Chi. Thì lúc mà tôi được có gia đình rồi đó, thì đến khi mà có thai đó, có thể nói là lúc đó chiến đấu cũng hết sức gian khổ. Chắc các anh cũng biết là có bầu thì bụng bự rồi, nhưng mà chui xuống địa đạo vẫn cứ phải chui, rồi chiến đấu vẫn cứ phải chiến đấu. Vì lúc đó mình không chiến đấu thì dứt khoát là mình phải chết thôi. Thì đến cái giờ sanh á, cả đơn vị ai cũng không biết làm sao mà đỡ đẻ hết. Văn công mà đâu có biết đàn thôi chứ đâu có ai biết đỡ đẻ. Đồng chí Diễn Phương nó rối lên không biết làm sao hết. Bây giờ biết làm sao giờ mới nhớ lại là thì vừa ở đơn vị thì lại có bà bầu sắp sanh, mà lại giặt thì sắp đổ quân xuống càng, không biết làm sao. Thì đồng chí Diễn Phương mới cử hai anh bảo vệ đến kêu đồng chí Tấm Đoàn ở bên quân y đó. Ở trong này những cái mà người ta không mình ở đây á, toàn người ta rất là không phục rồi đó, người ta đến rồi đụng đâu thì sử dụng đó. Thì cũng rất may là cháu nó cũng ngoan, nó cũng biết chiến trường khó khăn vậy rồi nó cũng ra đời một cách êm đẹp. Nói đây là một cái bài học cho cuộc sống mà tôi cũng không biết hồi đó tôi ra làm sao nữa. Đau bụng thì chỉ thấy biết là nó đau không biết mấy ông trời, mà nhìn xung quanh thì thấy địa đạo rồi trên máy bay thả bom rồi pháo bắn rồi cứ phải biết là không biết bây giờ phải làm gì, sanh ra rồi làm sao đây cho đơn vị, rồi mình phải làm sao. Cũng phải cắn răng rồi mấy anh đơn vị cứ động viên là cái phim cứ này phải sao cũng đã cố gắng sanh đi đã rồi xe lên rồi đó. Chị sanh cháu từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa đó phải sanh được cháu rồi sanh xong đơn vị sắp xếp nằm ở dưới hầm. Rồi cái gì nghệ sĩ nhân dân à, quẩy đường cho cháu rồi quẩy nước trà cho cháu, chứ không có cách nào khác hơn. Hôm nay chúng tôi gặp mặt lại thì đứa nào cũng khỏe hết. Nói chung là đồng tiền nó làm cho con người đứa nào cũng ngoan hết, nó thay đổi rồi đồng tiền cũng làm cho con người phản bội lại chính mình nữa. Khi nếu mà mình đứng vững được thì trong cái hoàn cảnh, trong cái gì đó mình đứng vững được thì mình vượt qua cái sự cái sự hấp dẫn của đồng tiền. Tôi muốn nói ở là cái điều là vì sao chúng tôi chấp nhận được điều đó là không còn cách nào khác và chúng tôi phải chiến đấu. Người ta đoàn kết rồi, người ta trong khó khăn người ta có thể người ta vượt qua, nhưng mà trong giàu có trong thì khó có người mà vượt qua được những cám dỗ. Khi mình giàu có, khi mình lên một đạt được lên một cái điểm gì rồi, đó nó khó có thể nó vượt được qua cái sự cám dỗ của đồng tiền. Tại vì xung quanh mình ai cũng như thế, ai cũng nói chung là cần cái đồng tiền này kia cái thứ, đúng không? Thì khi người ta có cơ hội, người ta sẵn sàng người ta phản bội lại chính bản thân người ta vì đồng tiền. Nó cám dỗ của đồng tiền, cho nên cái người mà ở trong cái comment nói cái bọn ngụy là cái bọn mà nó phản bội lại chính tổ quốc của nó, thì một ngày nó sẽ phản bội lại người Mỹ. Và cái lý do duy nhất là đồng tiền nó làm cho nó phản bội, không có cái lý do làm khác ngoài đồng tiền ấy. Nhông của Mỹ mình đây mình bán để mình lấy tiền mua gạo để nuôi lợi du kích, súng đạn rồi lấy thuốc bom lép đó cưa ra là làm trái, rồi lấy trái màu đó là làm là cái hộp nổ, rồi là lấy kiếp lấy hộp nổ của Mỹ đó làm lại để đến Mỹ. Rõ ràng là lấy một phần là cái vũ khí của Mỹ để đánh Mỹ. Trong đó trong khi đó bắt được hai tù binh Mỹ, vô mình cũng không biết tiếng nữa, vô gặp rồi cứ nắm tay, cứ hai người mà nắm một người Mỹ thì nắm lâu chạy càng về thôi. Thì trong lúc trong trận chiến đấu thì coi như là trong cái đại đội thì coi như phát cho mỗi người một cái cuốn sổ để là tiếng Mỹ, cũng như là hỏi anh khát nước không, anh đói không, anh đau nhức gì không, để mình biết để cho ăn cho uống hay là phát cho mỗi người cuốn sổ hay chưa ngồi nghỉ. Trong sau đó thì mới bắt đầu là hỏi anh đói bụng không. Người ta không hiểu tiếng Anh mà người ta còn biết cách như vậy. Trong lúc chỉ thì mình mới đi nấu cơm. Còn cái bọn ma que sỏ lá sang Mỹ mấy chục năm rồi, một câu tiếng Anh cũng không biết. Coi như anh ăn mẹ chỉ được cái lối phép ăn từ món này hết món này chính trong rồi ăn qua tới tôi món khác. Thì coi như là anh ăn là không phải như mình từ món, cho nên nó tập trung mình ăn hết món này gấp tới món này, ăn cái nào ăn hết cái đó. Đây, những cái người phản bội không bao giờ có hậu đâu, các bạn cứ nhìn mà xem. Ăn theo kiểu Mỹ, đúng không? Chứ ngoài ra là cái bọn ba que nó tưởng là nó đi sang Mỹ là nó sung sướng, mà thực tế nó đang bị đẩy. Được đưa sang Việt Nam thì trong đó chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng có cả con em của các tầng lớp nhân dân của Mỹ, và trong đó cũng có thể là có những người học sinh như chúng tôi lúc bây giờ. Mà những người học sinh đó thì là lại phải theo cái sự yêu ý của nhà cầm quyền Mỹ mà rời mái trường, để rồi là bị đẩy sang Việt Nam làm một cái việc mà không phải như chúng tôi phải rời mái trường để đi làm cái việc rất là chính nghĩa. Còn những học sinh như đó thì lại phải đưa sang Việt Nam để làm một cái việc hoàn toàn không có chính nghĩa chút nào. Mà có lẽ những người học sinh lúc ấy thì cũng chưa hiểu được hết, chưa ý thức được hết những cái điều đó. Wow, cái gì đấy? Mũ cối à? Cái gì? Wow, trẻ con nó đáp xuống. Ồ. Chết mẹ mình chưa? Mang về làm gáo cũng được, sao vứt hết đi à? Nó ghét đến mức độ như thế này mà. Đây là kết quả của bọn bại trận. Đấy, nó bảo là người miền Nam yêu thương chúng nó lắm. Hình như vợ Hồng Xén chết rồi mà. Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm Đại Bác. bao đêm rồi tiếng cút vọng 5 canh. Đất nước mình 20 năm chiến tranh, tiếng cút 5 canh nặng từng đất nước. Hầm Mẹ Giăng như lũy như thành, che chở mỗi bước chân con bước. Đất quê ta mênh mông, quân thù không xâm hết được, lòng mẹ rộng vô cùng, đủ vô cả sư đoàn dưới đất. Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Trên nắp hầm bầy giặc Mỹ xúm vào đánh mẹ, nửa lời không hé, mẹ lặng thinh trước những trận đòn thù. Trên mình mẹ mang nhiều thương tật, bắt mẹ bạc rồi lại bạc thêm, nhưng đêm đêm từng nhát cút vẫn xoáy vào ruột đất. Hình như cái bài này là cái con bé nào nó quân thù bạc viết xung quanh chúng đều là trận địa. Nó viết thành cái gì đất nước mình ngộ quá, phải không anh á, cái bài đó phải không? Đi ăn cắp thơ của người ta xong rồi xuyên tạc nghệ sĩ chết nên lâu rồi, không đâu chị. Đó, đây là cái bộ phim của người ở đâu, của người Tây người ta làm. Đó. Rồi, hết rồi, chào tất cả các bạn nhé, và hẹn gặp Nisa tìm cái bộ phim nào hay hay nữa để đưa lên đây để đập vào mặt cái lũ khốn nạn và que sỏi lá. Nếu mà chúng nó chưa hiểu thì chúng nó nên cần xem, còn những người mình thì cũng cần nên quý trọng cái cuộc sống bây giờ. Hãy nhìn lại cái lịch sử của Việt Nam đi, mình cũng chỉ là người sinh nhỏ, sinh trong cái thời chiến tranh, mình vẫn nhỏ lắm. Chào anh chị em trên diễn đàn. Ok, cảm ơn các bạn nha. Bye bye.